Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý ông bà cô bác nha. Xin chào các bạn. Hôm nay Thanh Lan là đi dự sinh nhật của chị hai của Thanh Lan nha. Hôm nay tiệc của chị hai thì được đãi ở nhà hàng buffet cho nên có rất là nhiều món để chọn lựa luôn. Từ rong biển, rồi súp, sushi, bánh ngọt, có hết luôn tất cả mọi thứ nha mọi người. Trái cây đều có luôn nè. Hôm nay là sinh nhật của cô này đây. Và đây là chị hai của Thanh Lan đây. Happy birthday. Và kia là bạn của chị Thalana. Ready, sing happy birthday song for Thalana, okay? 1, 2, 3, Sunny. Happy birthday nha. Happy birthday to you. Happy birthday. Hi everybody! Got it, thank you! Jump, jump! Rồi. Và hôm nay là cũng là ngày sinh nhật của mẹ của bạn của chị Thalana luôn nè. Cho nên là làm cái bánh thỏi chơi cho vui luôn. Và buổi tiệc cũng đã xong rồi mọi người ạ. Bây giờ Thanh Lan ra ngoài chơi xe nè. Chơi mà không chịu về luôn đó mọi người ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Thanh Lan nha. Cả nhà thích thì nhớ tặng cho Thanh Lan một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để ủng hộ Thanh Lan nha. Thanh Lan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp. Bye bye.